chưa, bị ghẻ đây nè. Đấy, thấy chưa, ghẻ hai góc chân này nè. Nấm đây này. Giờ xịt thuốc rồi nhá. Xịt thảo dược đây. Phén cái lông này nha này. Rồi, đi xong rồi nhé. Rửa bên trong đi nhé. Bây giờ đến liền hàng rẻ nào. Hàng rẻ, lên. Lên, 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 hàng rẻ. Lên. Lên. Rửa tay nhanh nhé. Thank you.
nhận lúa. Dạ mua thuốc dục lông tai nhé. Tay này bị viêm rồi này. Đấy, nó sẽ chạy đi.